chiều cao cân nặng B9 tuổi theo chuẩn của WHO như thế nào? Ở giai đoạn chuẩn bị dạy thì như lứa tuổi lên 9, trẻ đạt chiều cao và cân nặng thể hiện sức khỏe tốt để sẵn sàng cho những thay đổi vượt bậc. Trong video này, Nubit Việt Nam sẽ bật mí chỉ số về chiều cao và cân nặng chuẩn dành cho trẻ 9 tuổi dựa vào bản tiêu chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhí. Chiều cao chuẩn của B9 tuổi. Một điều đặc biệt là chiều cao chuẩn ở độ tuổi này chính là sự tương đồng giữa nam và nữ. Theo đó, cả bé trai và bé gái 9 tuổi đều giữ mức chuẩn chiều cao là 133,3 cm. Để đạt được chiều cao chuẩn này, trẻ cần được chăm sóc sức khỏe khoa học trong suốt thời gian dài, bao gồm ăn uống, vận động và nghỉ ngơi lành mạnh. Cân nặng chuẩn của B9 tuổi. Đối với chiều cao chuẩn, trẻ 9 tuổi đạt cân nặng ở mức 28,6 kg đối với nam và 28,1 kg đối với nữ. Đây là kết quả của một quá trình đầu tư đúng cách về sức khỏe, trẻ sở hữu vóc dáng lý tưởng, sẵn sàng cho thời gian dạy thì phát triển vượt trội. Nếu cha mẹ muốn con yêu có tốc độ tăng trưởng vượt bậc ở tuổi dạy thì, hãy áp dụng các phương pháp sau: chế độ ăn uống đủ chất, đảm bảo khoa học. Thực đơn ăn uống hàng ngày của trẻ 9 tuổi cần bổ sung các chất như canxi, protein, vitamin D, vitamin K, collagen, magie, phốt pho, kẽm, kali, sắt. Điều này giúp cho trẻ đảm bảo bổ sung đủ năng lượng cần thiết cho những sự phát triển mạnh mẽ của giai đoạn tiền dậy thì. Một số thực phẩm cung cấp cho trẻ những dưỡng chất như cá, thịt gà, tôm, cua, thịt nạc, trứng, đậu nành, sữa chua, bơ, phô mai, hạnh nhân, rau bina, cải xoăn, bông cải xanh. Nên nhớ rằng phương pháp chế biến và bảo quản thực phẩm cũng cần được phù hợp để bảo quản giá trị dinh dưỡng vốn có của các món ăn. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Ở độ tuổi lên 9, trẻ thường xuyên thực hiện các bài tập như đạp xe, nhảy dây, tập yoga, chạy bộ, bơi lội hoặc chơi cầu lông, bóng rổ để thúc đẩy tăng trưởng. Hãy để trẻ tự lựa chọn hình thức vận động con yêu thích, đảm bảo tập đúng kỹ thuật, cường độ và tần suất tập luyện phù hợp. Lưu ý rằng không để trẻ tập luyện khi bụng đói, nhớ chuẩn bị thêm nước cho các giờ giải lao và sau khi tập. Trang phục cũng cần phù hợp để nâng cao hiệu suất tập luyện thể dục nhí. Đi ngủ đúng giờ. Trẻ ngủ sâu giấc sẽ có cơ hội sản xuất nội tiết tố tăng trưởng với hàm lượng nhiều nhất trong ngày. Ở độ tuổi này, trẻ nên đi ngủ trước 22 giờ, ngủ đủ từ 9 đến 11 tiếng mỗi ngày, bao gồm cả giấc ngủ trưa. Không gian phòng ngủ thoáng, nhiệt độ vừa phải, tránh ẩm mốc, trẻ mặc đồ thoải mái, không được ăn no trước khi đi ngủ sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Vận động nhẹ dưới ánh nắng. Đơn giản là phơi nắng hoặc vận động nhẹ dưới ánh sáng mặt trời trước 9 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều giúp trẻ bù đắp lượng vitamin D đáng kể. Sở dĩ do cơ chế bức xạ tia UV từ ánh sáng mặt trời giúp tổng hợp với da một lượng vitamin D lý tưởng. Vitamin D tham gia quá trình thúc đẩy canxi vào cơ thể, tránh tích tụ gây hại cho thận. Điều chỉnh tư thế. Luôn giữ thẳng lưng trong mọi hoạt động là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe xương khớp, đặc biệt là cột sống. Hãy hướng dẫn trẻ cách phòng tránh tạo ra các áp lực không đáng có lên khung xương, tránh các hình thức vận động nặng. Tư thế ngủ cũng rất quan trọng, cần ưu tiên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng nhẹ đôi gối không quá cao để đảm bảo xương được thư giãn. Thực hiện lối sống lành mạnh. Những thói quen sinh hoạt lành mạnh sau đây giúp trẻ hạn chế sự kiềm hãm tăng trưởng. Ăn đủ 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Không bỏ bữa hoặc ăn quá trễ, đặc biệt là bữa tối. Không ăn quá ngọt hoặc quá mặn. Hạn chế nhiều loại thức ăn nhiều dầu mỡ, nước ngọt có ga, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh. Duy trì cân nặng phù hợp với chiều cao hiện tại. Khuyến khích các cơ hội vận động, hạn chế thói quen ngồi một chỗ quá lâu. Sử dụng thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao. Ở độ tuổi này, trẻ có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm hỗ trợ phát triển chiều cao nhằm tăng tốc độ tăng trưởng. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị cho con các sản phẩm an toàn, thành phần chất nên ở dạng dễ hấp thụ để cơ thể tiếp nhận và sử dụng tốt, tránh bị tích tụ, gây dư thừa. Đây là giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cũng là yếu tố quan trọng nhất để cải thiện chiều cao. Chiều cao và cân nặng chuẩn của bé 9 tuổi phần nào đánh giá được sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của trẻ ở thời điểm hiện tại. Nắm chắc các chỉ số chuẩn theo từng độ tuổi giúp cha mẹ dễ dàng lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp, linh hoạt với tình trạng cơ thể hiện tại của con để tối ưu tiềm năng tăng trưởng chiều cao. Nếu cần được giải đáp hay tư vấn về cách tăng chiều cao, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like video và subscribe kênh Nubit Việt Nam để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích về chiều cao.